Chào mừng mọi người đã quay trở lại với vlog của Thúy Bá đây. Và hôm nay sẽ là một vlog về chủ đề du học. Vậy là các bạn đã biết chủ đề của ngày hôm nay là gì rồi đúng không? Đó chính là chọn ngành như thế nào khi đi du học. Mình làm một vlog về chủ đề này bởi dạo gần đây mình nhận được rất nhiều câu hỏi cũng như là tâm sự của các bạn. Đó là muốn đi du học nhưng mà đang chưa biết chọn ngành như thế nào. Về vấn đề này thì nói thật thì bản thân mình thấy rằng là bây giờ thì thế giới phẳng rồi đúng không? Nên là việc mà chúng mình đi du học nó đã trở nên rất là dễ dàng hơn so với những năm về trước rồi, đúng không nào? Và chính vì thế mà bản thân phần lớn các bạn bây giờ không chỉ quan tâm đến việc được đi du học, được trải nghiệm, được đặt chân đến một vùng đất mới nữa, mà các bạn còn rất quan tâm đến việc đi du học rồi thì chọn ngành như thế nào để vừa thỏa mãn được cái ước mơ đi du học của mình nhưng đồng thời cũng đảm bảo cho mình một cái triển vọng nghề nghiệp tốt trong tương lai, để cho cái thời gian, công sức và tiền bạc mà mình dành cho cái việc đi du học ấy nó không hề bị lãng phí, đúng không nào? Ví dụ như gần đây nhất mình có nhận được comment của một bạn. Bạn hỏi rằng là: chị ơi, đi du học thì chọn ngành như thế nào? Em muốn đi du học Anh và ở lại UK 2 năm sau khi học xong nhưng lại sợ khó tìm việc. Đó, thế nên là mình cảm thấy là cái vấn đề chọn ngành đi du học như thế nào nó rất là quan trọng, đặc biệt là với những bạn đã có ý định đi du học rồi. Để nói về vấn đề chọn ngành nghề như thế nào thì mình nghĩ là trong vlog này mình sẽ chia sẻ cho các bạn về một cái mô hình rất là nổi tiếng. Và mình tin là cũng sẽ có những bạn đã biết đến mô hình này rồi. Và đặc biệt là những bạn nào đã từng đọc cuốn sách Từ Tốt Đến Vĩ Đại thì chắc chắn các bạn sẽ biết đến mô hình này, mô hình 3 vòng tròn, hoặc là thuyết con nhím, hoặc là tiếng Anh thì nó là Hedgehog Concept. Về cơ bản thì mô hình này sẽ giúp bạn tìm ra nghề nghiệp lý tưởng của mình bằng cách tìm vùng giao thoa của 3 thứ: thứ bạn thích, thứ bạn giỏi và thứ xã hội cần. Thứ bạn thích là những thứ mà bạn có thể làm với sự đam mê, không hề cảm thấy mệt mỏi. Ví dụ như mình rất thích đi du lịch và mình có thể đi liền mấy tháng trời mà không hề cảm thấy mệt mỏi hay áp lực với việc đi du lịch cả. Tiếp theo, hãy xác định điều mà bạn làm giỏi nhất, điều gì bạn làm tốt nhất, bạn dễ thành công nhất khi làm điều gì. Có những người thích cái này nhưng lại không giỏi làm điều đấy. Ví dụ như mình rất thích đi du lịch nhưng mình lại không hề giỏi lên kế hoạch. Thế nên nếu để mình lên kế hoạch đi du lịch thì chuyến đi sẽ rất tệ. Sau khi xác định được thứ bạn thích, thứ bạn giỏi thì bây giờ hãy nhìn xem thứ xã hội đang cần là gì. Chúng ta thường nghe nhiều đến câu cơm áo gạo tiền đúng không? Nhưng mình nghĩ đây là một cái câu rất là đúng, một cái sự thật trong cuộc sống. Bởi nếu cái thứ bạn thích, nếu đam mê của bạn không nuôi sống được bạn thì đến một lúc nào đấy bạn sẽ phải trải qua một cái gánh nặng tài chính, một cái áp lực tài chính, và đối diện với điều này thì thực sự là không dễ chịu gì trong cuộc sống, đúng không? Sau khi hiểu và xác định được ba điều này rồi thì bạn sẽ thấy nếu bạn làm thứ bạn thích, thứ bạn giỏi thì bạn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng vì đây không phải là thứ xã hội cần nên bạn sẽ không có thu nhập cao. Tiếp theo, nếu bạn làm thứ bạn thích, thứ xã hội cần nhưng lại không phải thứ bạn làm giỏi thì đúng như từ ngữ ở đây mô tả trong mô hình này ấy, nó sẽ chỉ là giấc mơ thôi. Nó sẽ rất khó để đi đến đâu. Kiểu như bạn thích làm bánh, thích mở tiệm bánh, xã hội cũng có nhiều người thích ăn bánh, nhưng mà bạn làm bánh rất dở ấy, nó sẽ khó mà đi đến đâu cả. Và cuối cùng, bạn làm thứ bạn giỏi và đó cũng là thứ xã hội đang cần. Thì nếu làm được điều này, bạn sẽ là người có thu nhập tốt, thu nhập cao trong xã hội. Nhưng đây lại không phải điều bạn thích làm. Thế nên bạn sẽ cảm thấy cuộc sống nhàm chán, ít hứng thú đi. Và thậm chí là nhiều lúc bạn sẽ làm việc như một cỗ máy. Sau khi hiểu được về mô hình này thì chắc chắn các bạn sẽ thấy rằng là không hề đơn giản để có thể tìm ra được một cái công việc, một cái nghề nghiệp lý tưởng cho bản thân mình, đúng không? Khi mà nó cần phải sự giao thoa giữa cả thứ bạn thích, thứ bạn làm giỏi và thứ mà xã hội cần. Điều này dẫn đến một cái sự thật rất là dễ hiểu, đó là có những cái người, nhưng có rất nhiều người mà cả đời này làm một cái công việc mà đấy không phải là đam mê của họ. Gần đây mình thấy trên mạng có một cái challenge rất là hay, đó là viết vào 3 thứ. Thứ nhất là công việc mơ ước hồi bé của các bạn, thứ hai là ngành học của mình, và thứ ba là công việc hiện tại. Và khi mà đọc comment thì chắc chắn mình nghĩ là phải đến 90% các bạn sẽ thấy đó là những cái cú xoay 180 độ giữa mơ ước ngành học và thực tế, đúng không? Ví dụ như bản thân mình cũng thế, mình mơ ước làm bác sĩ nhưng mà sau đó lớn lên thì mình học marketing và sau đó mình làm marketing. Nhưng cũng rất là dễ hiểu bởi vì là mình không có nói đến cái đánh giá về cái mơ ước hồi bé, bởi vì cái nhân sinh quan của một đứa trẻ 10 tuổi, 12 tuổi nó cũng rất khác một cái người trưởng thành 18 tuổi, 20 tuổi khi các bạn đưa ra những cái quyết định đầu tiên trong cuộc đời về cái ngành học của các bạn. Thế nhưng cái sự thật, cái sự trái ngược giữa cái công việc hiện tại của bạn với cái ngành học nó cũng là một cái sự thật mà chúng ta cần phải nhìn vào cái câu chuyện đằng sau. Liệu các bạn đã chọn cho mình một cái ngành học đúng đắn hay chưa? Và đặc biệt là đối với những bạn đã có dự định đi du học rồi, hoặc là đã xác định đầu tư cho việc đi du học của mình rồi, thì các bạn lại càng cần phải xem xét và cân nhắc để lựa chọn ngành sao cho phù hợp, cũng như là cố gắng lựa chọn một cái ngành nó đúng đắn nhất có thể với cái khả năng, với ước muốn của các bạn, cũng như là với cái thứ mà xã hội đang cần, để những cái công sức đầu tư thời gian và tiền bạc của các bạn cho cái việc đi du học nó thật là xứng đáng. Và nếu các bạn cần tham khảo cũng như tư vấn định hướng thêm về lựa chọn ngành nghề khi đi du học thì đừng bỏ lỡ triển lãm Chọn Đúng Nghề Một Đời Hạnh Phúc của Việt Tin vào tháng 6 này nha.
Đây là triển lãm đầu tiên của Việt Nam, tập trung vào 4 chuyên ngành cực hot và triển vọng cao về việc làm. Thay vì triển lãm truyền thống có booth của các trường đại học, bạn nào thích trường nào thì vào trường đó, thì triển lãm này sẽ được tổ chức theo 4 nhóm ngành được quan tâm nhất hiện nay, cùng với triển vọng nghề nghiệp vô cùng hấp dẫn, hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn không chỉ cơ hội tìm kiếm học bổng du học, mà còn giúp bạn xác định rõ ràng hơn định hướng học tập và nghề nghiệp tương lai của mình. Đặc biệt, 4 nhóm ngành mà triển lãm tập trung sẽ bao gồm: thứ nhất, Business, tập trung vào các ngành như Fintech, Business Analytics, Digital Marketing là top 3 ngành đang hot nhất hiện nay, bên cạnh các ngành đã rất là phổ biến như là Finance, Business Management hoặc là Supply Chain. Nhóm ngành thứ hai đó chính là Computing and Maths, sẽ bao gồm các ngành mới nổi lên như là AI, Cyber Security, UX Design, Actuarial Science hay là Data Analytics. Nhóm ngành thứ ba đó chính là Art and Design, và các ngành đang hot trong nhóm ngành này đó chính là Graphic Design, Architecture, Illustration and Fashion. Và nhóm ngành thứ tư mà triển lãm hướng tới đó chính là nhóm ngành Psychology, Law and Education. Và trong nhóm ngành này thì có rất là nhiều ngành hot đang nổi lên và được rất nhiều bạn trẻ quan tâm như là Psychology và TESOL. Triển lãm sẽ có mặt tại cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội là ngày 10 tháng 6, còn Hồ Chí Minh sẽ là ngày 11 tháng 6. Và cả hai ngày này đều là ngày cuối tuần, nên nếu rảnh thì các bạn hãy dành thời gian tham dự nha. Và giả sử như nếu bạn chưa biết sự khác biệt giữa Business Analytics và Data Analytics, hay là bạn phân vân không biết nên chọn học Finance hay Fintech, hoặc là bạn thắc mắc học UX xong thì sau này sẽ làm gì trong tương lai, hoặc là bạn thắc mắc học Actuarial Science thì sau này chỉ có thể làm trong ngành bảo hiểm, hay là có cơ hội triển vọng nghề nghiệp nào khác hay không, thì Viettin sẽ giúp bạn giải đáp tất cả những câu hỏi khó nhằn đó tại triển lãm du học tháng 6 này nha. Và nếu các bạn đã có dự định đi du học rồi thì đừng chần chừ với dự định này của mình nữa nha. Mình có để link triển lãm ở bên dưới để các bạn tham khảo thêm. Và mình tin rằng vlog này của mình sẽ giúp các bạn tiến gần hơn đến giấc mơ du học của mình, cũng như là giúp các bạn trên cái hành trình chọn đúng ngành để học và làm đúng nghề trong tương lai. Cảm ơn mọi người đã theo dõi vlog của mình ngày hôm nay. Và đừng quên like, share và subscribe, mình sẽ còn quay trở lại với rất nhiều vlog tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người và chúc các bạn may mắn với dự định du học của mình nha. Bye bye!